Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình Gian XTC phiên bản quốc tế các bác nhé. Và xe này thì được sử dụng bộ group chuyển động là Shimano DOG, tay bấm xả Shimano Atut, giảm sóc hơi, bánh bánh là 26 inch. Thì cái dòng model này cũng không hề lạ lẫm gì với các bác nữa rồi, bằng XTC bản quốc tế. Do là đã qua quá trình sử dụng nên là cái tem này của nó đã bị mất chữ rồi, mà mất chữ. Nhưng mà trước là nó là made in Taiwan đó nhá. Thì cái khung này nó là sản xuất tại Đài Loan và nó được xuất sang thị trường Australia và New Zealand. Trước là cái tem đấy nó có chữ cơ, nhưng mà khung này là qua quá trình sử dụng là nó đã bị mờ mất rồi. Nguồn gốc của xe là được xuất sang những cái thị trường là Australia và New Zealand đúng không nhá. Đấy, thương hiệu Gian, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, và rất nhiều khách hàng chơi xe tại thị trường Việt Nam cũng cực kỳ là yêu thích cái dòng này. Khung nhôm, khung xe là khung nhôm và được sử dụng cái công nghệ nhôm Alloy SL, một cái loại nhôm công nghệ nhôm mới giúp khung siêu nhẹ và cực kỳ là bền. Và trọng lượng của chiếc xe này cũng rất là nhẹ lắm nhé, nhấc một tay lên luôn này. Đấy, với cái công nghệ Alloy này cực kỳ nhẹ. Sơn xi nguyên bản. Đấy, bộ đề chuyển động sau được sử dụng là Shimano DOG với 9 tầng lip. Và gạt đĩa trên là sử dụng bộ S-Jam X5 thôi nhá. Đây là dòng phụ tùng của Mỹ, rất là cao cấp. S-Jam X5 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bánh bánh của xe là bánh 26 inch, sử dụng lốp Maxxis. Bánh sau là bánh Mavic các bác nhé. Bánh thương hiệu Pháp cũng rất là có tiếng trên thị trường. Trên phần vi đông xe thì sử dụng tay bấm xả Shimano Atut, tay này tay 9x3 đó nhé, 9x3, cụm phanh dầu của Shimano. À, nó có một cái khóa hành trình ở trên tay lái luôn, giúp cho các bác khóa sóc lại rất là tiện lợi. Sóc là sóc hơi các bác nhé, giảm sóc hơi rất là êm, của SR Suntour, model là Abicon. Ghi đông sử dụng là ghi đông cong đủ đèo. Và sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Sai xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, khóa yên thì tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe có sai cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Động rất nhẹ các bác nhé. Thì DOG đặt đĩa S8X5. Xe thì đang được bán với mức giá cho là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà lên bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.